Ao ước của mình gắng cố gắng mình tìm cái xác cho bằng được á, chị nào tìm được đi thì mình nghỉ ngơi, mình ăn uống nó khỏe hơn. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Mệt rồi bây giờ mình tới đây, ví dụ mình vô trỏng đi anh em, mình chia sẻ một chút cái đầu mình ngưng đi, bắt đầu buổi chiều mình qua bên bên gần bên bển, bên Thốt Nốt mình đi kiếm dài lên đó. Có mùa hôi nhưng mà cái là mình tìm chưa có được mùa hôi nằm đâu, ngoại quá sâu luôn, hiểu không? Ở ngoại nó sâu dữ lắm, thành ra mình nghe mùa hôi ở ngoại đó, nhưng mà ngoại sâu mình không dám lội ra. Thì theo ý em vậy anh Hùng ơi, cái này cũng như là một cái sự mà cũng như là hồi lần nghe nói là bé Ngọc cũng chết với núi với sông vậy phải không, mà chưa tìm xác được phải không? Bây giờ đây cũng vậy, mình không biết sao thì mình cứ tìm đi, tới đâu hay tới đó, chừng nào mà mình tìm khả năng mình tìm mà tới tháng 2 tháng cũng vậy nữa, không có thì thôi, cái đó mình không biết được, thì anh em mình cứ tìm đi. Cũng như cái này cũng như một cái sự cũng như bé Ngọc mà té sông mà không tìm được vậy đó, cái xác vậy đó. Thì cái xác nào cũng quá 4 ngày 3 ngày sẽ nổi, mà cái xác này quá lâu. Giờ mình cũng một người dân bình thường thôi. Bây giờ mình anh em mình bây giờ như vậy thì mình lại mình cầu nguyện. Hay mình bây giờ nào mình lên trên đó đi, mình hướng về rồi còn cống mình cầu nguyện. Cầu nguyện dân sinh cho cái xác của chị Hà nổi lên đi. Mình nào lên bờ đi, mình cầu nguyện, anh em cầu nguyện cái mình kết thúc video ha. Thì ngoài đó có mùi hôi đó, nhưng mà con cái mình không đi ngoài được thôi. Quá sâu rồi. Bên đây thì cạn rồi. Thì nói chung ra cạn chỗ này thì chung ra không có thể xác nó trôi đây được đâu. Tại vì á, anh tính coi, có trôi tấp ở ngoài mé ngoài, bây giờ nước đang lớn nhiều á, là mình chưa có đi ngoài được. Chừng nào mà tới buổi chiều mà gồng xác á, mình mới lội nữa được. Sâu lắm. Cái nước gồng sâu vậy đó. Trời ơi con gì. Quá trời luôn. Ôi dạ. Tôi thấy mấy con rau chay mà tôi thèm luôn. Cái này ngon, rau chay non không ạ? Ngon. Cái bông bính này mình ăn đâu được hết. Cái này bông ngứa, bông đúng là nó có cái bớt đỏ nè. Nè nó cũng ăn được đó nha. Bông ngứa là mình lấy cái ngó rồi mình nấu cháo á. Đúng rồi. Nó cháo dừa á, hiểu không? Bây giờ đây sâu rồi mình lội ra đắng lên Hùng ơi. Đi không được rồi nước không ạ? Không hả? Cái hầm á, cái bơm nước của ta nó không thấy cái máy hả? Kìa. Cái máy đó bơm nước rồi đây đâu có vô được. Thì cái loại môn này nè, là anh lấy cái ngó, anh nấu cháo đậu xanh với dừa là ăn báo phát luôn á. Còn cái môn mình ăn được á, là cái môn đây nó có chấm đỏ, đúng không? Giá kiếm cái gì cũng biết cho người ta. Vậy mới rồi, đập lạ cậu giống lắm. Bây giờ Nam đi đưa đường nào được không biết luôn ta. Cái đường kia á. Coi nó có gì không? Đâu rồi? Nào rồi? Trời ơi, nó dậy rồi nè anh Hùng ơi. Thì em nghe dân gian nói rằng á, lục bình này nè ha, là anh tước cái non á, anh nấu canh rất là ngọt. Còn cái bông á, anh chấm nước tương hay gì đó em ạ, anh ăn rất là giòn nha, nó thơm nha. Nhưng mà mình nghĩ á, trước khi mình ăn á, là mình phải rửa nước muối, mình nhụng nước muối á, nhiều khi nó có mấy con giò nhỏ nhỏ nữa. Đúng rồi. Cái bông á nha. Thì cái mùa này là cái mùa bông mà. Bông lục đẹp quá, mình ngắt luôn đi. Đẹp, đem về. Nè, cái mùa này mùa bông vậy nè, anh ăn ngọt ngay hả? Anh thử nha. Ăn sống được quá. Tuyệt vời rồi. Ngọt ngay không? Ngọt không Quỳnh? Ngọt ngay à? Đói hả? Đi tìm xác đói hả? Đói chưa? Muốn ngọt ngay luôn á. Anh em rồi cộng rau chay cộng nào cũng lấy nè. Đi về vô. Ngon thiệt mà. Nè. Ngọt ngay à. Lúng quá Quỳnh ơi. Thì cái này là cũng như một cái hầm mà để người dân ta bơm nước vô ruộng rẫy á, người ta trồng trọt á, ví dụ như hũ qua mướp bầu hoặc bí đao. Thì cái này cũng như là một cái mương hoặc là người ta múc á, đúng không? Lấy nước vô. Còn cái này là cái gò. Anh cẩn thận nghe chừng đi sập nha.
cái giò mình đi ngang á, đừng có đi xuôi. Đúng rồi. Đè lên hả anh? Ừ. Đi ngang á, đi ngang được bình nó mới nằm trên. Đúng rồi. Anh em ơi nè, bây giờ à, rất là đẹp luôn nè. Thấy không? Ồ, đem về luôn nha. Rồi. Rất là đẹp luôn. Cái bông này là chấm chút người đen cơm đó, mình hái vài bông. Rất là đẹp luôn, bông được bình nó ngon lắm. Nấu quên chua là ăn bá phát luôn á. Nè, thấy không? Ồ, đẹp. Ồ, ừ. Đây nè, tôi ở đây một cơm rồi nè, tôi bẻ nãy giờ một cơm rồi nè, hồi nãy về cái mình lột. Đúng rồi. Chứ cái bình non đó anh về ha, anh nấu canh hoặc là anh chấm nước tương ớt ha, anh luộc cái anh ăn ngọt ngay luôn. Mệt. Thì theo cuộc hành trình anh em mình đi á, thì em Quynh nghĩ á là cũng như cái động lực, cũng như là cũng như mình có cái động lực mình đi, thì nói chung mệt mình cũng phải gắng cố gắng. Hôm gà đi đuối thiệt nhưng mà qua ngày là động nó hết. Càng đi mình càng thích chứ, tại vì mình đi tìm giúp đỡ cho gia đình của người thân á, đã lỡ chợt chân té xà lan á. Cái này rồi ở trên chuyển để đi kiếm cái xác này hay là không phải ở trên chuyển mà mình chuyển mình đi. Vậy hả? Tại vì mình thấy tội nghiệp, hiểu không? Này thấy tội nghiệp rồi, bây giờ á, chứ xong thì anh em đã tìm hết rồi. Thì còn chỉ có trên bờ thôi. Trên bờ không phải là trên bờ nha, cũng cặp mấy sông nha. Cũng cặp cái lục bình này nè. Thì đây là lục bình ở đồng quê nè. Nó rất là ngọt nha quý vị. Cái bông này nè, về cái mình chấm, ví dụ như người nào ăn mặn thì chấm cá, nấu canh chua. Rất là ngon. Hiếm gặp luôn bông lục bình lắm, thì khi ở ngoài đồng này nè, ở ngoài mấy sông mới có. Thì cái phát hiện thì không phát hiện, nhưng mà cái mùi hôi ngoài đó ở đống trà vòng vòng ở đó, nhưng mà cái mình ra không được thôi, hiểu không? Miễn mình có dịp nào đó thì mình có thể là mướn một chiếc tàu về mình chạy cho mình quần, chạy xuống Cần Thơ luôn. Thì miễn mà ở đây không có mình đi dài xuống dưới. Ừ. Có người ta nói hướng về, ta có tâm linh đó. Đúng rồi. Ta hướng về Cần Thơ. Còn bữa nay anh em mình thì mệt thì mình cầu nguyện cho cái linh hồn của chị Hà đi. Rồi. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bà cậu bà Thủy ơi, thì anh em con cuộc hành trình đi kiếm chỗ này á đã chấm dứt rồi, thì đã anh em mệt hết rồi, thì cầu linh hồn chi Hà khiến cho anh em con đi tìm một lần hai nữa, chỉ chỗ cho anh em tìm cái xác của chị, gửi về cho gia đình chị chôn cất đàng hoàng. Thì bên phía gia đình của chị rất là đi kiếm nhiều, cũng có thể là nhờ anh em, nhưng mà cái á, ở đây là dùng cái tâm mình đi chứ không có cái gì hết. Thì hôm nay á, thì xuống đây á, thì nói chung á, cái đường này nào thì chưa ai lội chân á, thì nó rất là sầm uất, nó khó lội, nhưng mà gắng cố gắng mà lội tới mà gách cái quần luôn mà chưa hay nữa nè. Rồi để chắc bữa nay, chắc ngày mai chắc đoàn của ông Tấm Sang xuống, nghe nói thông tin đoàn Tấm Sang rồi xuống đó. Thì cái đó là em không biết nha. Nhưng mà thấy miễn mà cái như gì nè, thì có thể là anh Tấm Sang có thể là nhích chút thời gian xuống đây quần kiếm tiếp cái gia đình người ta. Đúng không? Ví dụ mình có cái tâm cái phước thì chung á, mình ở đâu mình cũng kiếm hết, đúng không? Còn anh em mình á, nói chung ra là cũng á, là đi cái đường này, mình cũng thích cái đường này, đi tìm cái thể xác những cái người nào người ta chết như là chết nước mà lâu ngày chưa nổi á, thì mình tìm được cái gì là quý, không? Có phước cho mình thảm người nhà ta cảm ơn mình rất nhiều, đúng không? Cái này mình dùng cái tâm mình đi mà. Thì anh em cộng đồng mạng ơi, trong nước và nước, những cái vị nào mà hiểu biết về bên tâm linh thì chia sẻ lên, đặng cho anh em mình đi tìm kiếm cho nó phù hợp hơn. Tại vì ở đây nói chung ra cũng quá 9 ngày rồi, thì gia đình cũng mong muốn là tìm được thể xác, nhưng mà có một cái á, là tìm chưa được đó. Bây giờ á, cũng không có nhờ anh em mình, nhưng mà mình vô cái trang mạng hoặc là vô cái YouTube gì đó gặp, cũng như người ta chia sẻ đâu, như đi tìm cái tiếp dùm gì đó. Anh em cũng gắng cố gắng, hôm nay là tìm đúng là bữa nay là 9 ngày rồi, chứ xong á, mình cũng quằng nhiều khi một ngày đi 2-3 lần nữa. Còn bây giờ mình hoàn cặp mé bờ gì nè, không phải là đây mé bờ nha, nước lớn nó rất là sâu lúc đầu luôn. Ví dụ nước gồng lục bình sẽ nằm xuống, nước lớn sẽ nổi lên, hiểu không? Nhiều khi cái xác á là cũng như là lúc mà 3 ngày nó còn, nó cho là bờ đình phình gì nè, cuối đầu nó mới trâu vô, nó nằm dưới da lục bình ha, rồi không kiếm được tới 10 ngày gì đó, cái lục nó nổi lên, cái xác nó nổi lên, cái lục bình nó đè xuống,
là chỉ bây giờ mình tìm cái mùi hôi thôi. Nãy hôi dữ không xui. Thì hôi cũng dữ đó, nhưng mà cái cánh bên đây nè, nhưng mà mình chưa biết là cái đó là cái thật sự cái xác hay không nha. Mình thấy hôi nhưng mà ra không được. Thì nãy cũng anh Hùng lỗi đó cũng nè, tới đây nước tới đây nè, mà ông đi ra nữa ông rút cái đầu thì sao mà ông kiếm được. Ông có bường đâu có lên nổi lục bình đâu. Anh nó dày đặc hết trơn á. Nãy là đi ở đây cũng có nước nha. Nước lớn. Tại mình đi lên lục bình á. Nước đang lớn nha. Đang gồng, gồng mà còn gì đó. Gồng. Ừ, gồng mới đi ra không được, còn lớn thì mình đi ghe tàu rồi mình đâu lỗi làm gì. Giờ có ví dụ như nước lớn nữa mình phải tìm. Mình bư vô trong mấy cái trong này. Có thể mình lội mình đi tìm luôn đó. Rồi, hôm nay mình thì kết thúc video đi thì anh em mình sẽ về nghỉ ngơi. Rồi chiều mình sẽ hành trình đi tiếp. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sáng giờ uống đi cà phê, ăn có một tô bún mà, nhưng mà cái ăn không có nổi, tại vì mình ao ức, mình gắng cố gắng mình tìm cái xác cho bằng được á. Chị nào tìm được đi thì mình nghỉ ngơi, mình ăn uống nó khỏe hơn. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn sư huynh nha. Rồi mấy ba anh em.